Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải mà chúng tôi vừa mới mua về được. Đó chính là chiếc xe Mazda BT50. Ở cái phiên bản Mazda BT50 này thì tôi muốn giới thiệu đến quý bạn là hôm nay là cái bản phiên bản số sàn 2 cầu quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, nhập khẩu từ Thái Lan và đăng ký từ năm cuối năm 2020. Với chiếc xe này đã lăn bánh được gần 5 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Ở những chiếc xe Mazda BT50 thì nó cũng giống như những chiếc xe Ford Ranger đấy quý bạn ạ, cùng khung gầm, thân vỏ, máy móc y như một chiếc xe Ford Ranger quý vị các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 590 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp quý vị các bạn, chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 7% thì quý vị các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Mazda BT50 2020 này thì hãy liên hệ với số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda BT50 2020 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda BT50 số sàn 2 cầu sản xuất năm 2020 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe Mazda BT50 2020 này quý vị các bạn nhé. Đấy, phiên bản 4x4, tức là phiên bản số sàn 2 cầu, chạy rất là khỏe quý vị các bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là chúng tôi vừa mới mua về, chứ vừa mới rửa qua bên ngoài đi một chút thôi, chứ chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì cả đâu quý vị bạn nhé. Đấy, chỉ có rửa được cái bên ngoài, chỉ còn là bên trong chưa có dọn dẹp gì cả, kể cả máy móc cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Đấy, nhìn về cái phần đầu của chiếc xe đây, thưa với quý vị và các bạn, rất là mới, rất là đẹp nhá. Tại vì là chiếc xe mới lăn bánh được chưa được 5 vạn, gần 5 vạn quý vị các bạn ạ. Và nước sơn nguyên bản của xe thì còn rất là nhiều. Đấy, màu trắng rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, xe cũng đã được trang bị đầy đủ tất cả các option, đèn pha, đèn gầm là đèn bi đây quý vị bạn này. Đấy, cụm đèn pha rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Kể cả là cái mặt ca lăng, mặt ca lăng cũng còn rất mới và đẹp đấy ạ. Đấy, cụm đèn pha mới tinh luôn đấy ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là chiếc xe này còn rất là đẹp. Nhìn về cái phần đầu thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều, đẹp căng.
và gương chiếu hậu là gập điện quý vị bạn nhé, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, phần sườn bên lái đây thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi mua về còn chưa mất tiền sơn xi hay là dọn dẹp gì cả đâu, mới mất 50.000 tiền rửa xe thôi quý bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này thì chủ xe cũng đã trang bị cho nó là một cái bộ thanh thể thao, đây là thanh thể thao thôi quý bạn nhé, chứ chưa có nắp thùng, nhìn rất là khỏe, rất là đẹp. Và bên trên cái nắp thùng, bên trên cái thanh thể thao này là cả một cái dàn đèn, đấy là chủ xe lắp thêm. Đấy, đây là cái sườn bên phụ đây quý bạn ạ, sườn bên phụ cũng còn rất là đẹp, nước sơn rất là căng, rất đẹp luôn quý bạn ạ. Chúng tôi mua về mà không mất tiền đánh bóng, cũng không mất tiền sơn chi dọn dẹp gì cả. Và đây là cái phần lốp đây quý bạn ạ, lốp cũng còn nguyên bản nhá. Đấy, từ lốp này, lòng dè thưa với quý vị và các bạn này, lòng dè này đều rất là mới. Đấy, những cái phần tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Chiếc xe này sản xuất năm 20 và cái dàn lốp là còn nguyên 2020 đây quý bạn này. Đấy, từ những cái bậc cửa này, sassi đều rất là mới quý bạn ạ. Tôi vừa mới rửa xong đấy ạ. Đấy, tôi vừa mới rửa bên ngoài thôi quý bạn nhé, bên trong thì chưa có dọn dẹp gì cả. Đết lốp là còn nguyên 2020. Dàn lốp này là theo xe còn nguyên bản và còn rất là dày quý bạn ạ. Đấy. Đấy, lốp sơ cua cũng còn mới lắm quý bạn ạ. Đây, lốp sơ cua còn mới tinh luôn này. Để dưới gầm này do chúng tôi chưa có dọn dẹp gì là cho nên là nó bẩn thôi, chứ còn cái lốp này là mới tinh đấy ạ. Đấy, và những cái phần gầm đây quý bạn này, những chiếc xe này không chạy ở vùng biển, không chạy ở vùng đồi núi cho nên là nó còn rất là đẹp đấy. Đấy, đây là phần gầm đây quý bạn nhá. Chưa có dọn dẹp gì đâu, nếu như dọn dẹp đi thì cái gầm này nó cũng rất là mới đấy ạ. Đấy, chưa có dọn tí nào quý bạn nhé. Đấy, và đằng sau đây thưa với quý vị và các bạn, xe cũng đã được trang bị là cả camera lùi. Thưa với quý vị và các bạn, cái camera lùi này là do chủ xe lắp thêm thôi. Chủ xe lắp thêm màn hình Android camera lùi. Đấy, cụm đèn sau cũng còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Phiên bản 4x4 tức là số sàn 2 cầu quý vị các bạn nhé. Mazda BT50. Đấy, đây là cái lốp lốp bên này cũng là còn nguyên 2020 đây quý bạn này. Lốp còn nguyên cả dàn và còn rất là dày như này đấy ạ. Đấy, mới chạy có chưa được 5 vạn, 4 vạn 9 đấy ạ. Đấy, chính xác là 4 vạn 9 này. Gầm này, sassi này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị bạn xem nhé, cả cái phần gầm này. Tại vì là phần lớn khách hàng của tôi là ở xa cho nên là tôi sẽ quay chi tiết. Đấy, phần gầm rất là đẹp. Bậc cửa này chưa có bị va chạm gì cả đâu ạ. Đấy. Lốp đây, thưa với quý vị các bạn, zin cả dàn, lốp zin cả dàn luôn đấy ạ, chưa có một cái lốp nào thay cả. Toàn bộ về những cái phần sassi, giảm sóc các thứ này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chủ xe cũng đã lắp thêm rất là nhiều đồ, ví dụ như là thanh thể thao này, đèn sau này, màn hình Android, camera lùi, camera hành trình đầy đủ hết cả rồi quý vị các bạn nhé. Về cái phần ngoại thất thì rất là ok quý vị bạn xem đấy ạ. Không có điều gì để chê ở chiếc xe Mazda BT50 này nữa ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị bạn cùng xem. Đây, thưa với quý vị bạn này, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, nó bẩn đây nhé. Bây giờ mà đánh dọn đi là nó sạch lắm đấy ạ. Tôi để còn nguyên đấy ạ, vẫn còn nguyên bẩn nhé. Điều đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn, nó là nguyên bản này, từ keo chỉ này. Đấy. Toàn bộ về những cái phần keo chỉ này là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Chúng tôi cam kết là không đâm đụng, không va chạm gì cả. Rất là mới, rất là đẹp này. Đấy, bên trong thưa với quý vị các bạn này, từ những cái vô lăng mới như này cơ mà. Tay phanh này thì chủ xe đang bọc này, tôi bỏ ra cho quý bạn xem này. Đấy, tay phanh rất là mới này. Đấy. Cần số đây, thưa với quý bạn, chưa có một cái vết xước nào hay là một vết mòn nào cả đâu. Đấy, rất là đẹp. Vô lăng, cần số này. Nội thất nỉ nguyên bản quý vị bạn nhá. Đấy, nội thất nỉ nguyên bản mà nó còn đẹp như này này. Nhiều người mua xong phải lắp ngay ghế ra mà bây giờ nó đã xấu rồi chứ bây giờ nỉ còn nguyên bản cơ quý bạn ạ. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa phía sau này còn nguyên hết này. Đấy, trải sàn da. Chủ xe cũng đã trải sàn da rồi quý vị các bạn nhá. Đấy. Đã có trải sàn da hết rồi. Rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem. Cũng giống như vậy này.
keo chỉ là còn nguyên hết luôn quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không đâm đụng, không ngập nước gì cả, tất cả là còn nguyên bản này. Đấy. Sàn ra, trải sàn ra rồi. Đấy. Thưa với quý vị các bạn đây này, chưa có dọn dẹp gì cả thì nó bụi bẩn như này đây. Nếu như dọn dẹp đi thì chiếc xe này nó rất là mới. Đấy, ghế nỉ này, ghế nỉ có nguyên bản của xe mà còn đẹp như này đấy ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Đấy. Trước tiên thì tôi vẫn cứ nổ cái máy này lên cho quý vị và các bạn cùng xem cái này. Đấy. Máy của dòng xe Mazda BT50 này thì nó không khác gì chiếc xe Forerunner, rất là êm và rất là mượt mà. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây thưa với quý vị và các bạn, mới chạy được có 4.9 km thôi quý vị các bạn nhé. Đấy, 4.9 này, vô lăng, cần số này. Đấy, tất cả còn rất là đẹp. Và chủ xe đã lắp thêm màn hình Android. Thưa với quý vị và các bạn, màn hình Android này tích hợp với cả camera lùi. Đấy. Và camera hành trình đây thưa với quý vị và các bạn nhé. Đấy, cái bộ màn hình Android này cũng xịn cho nên là nó tích hợp đầy đủ rồi. Đấy. Nội thất thì rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Mới lăn bánh từ năm 2020 thì mới được 2 năm thôi. Sản xuất năm 2020 và đăng ký cuối năm 2020 quý vị các bạn nhé. Toàn bộ về những cái phần nhựa này, phần nỉ trần này đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, đều rất đẹp luôn, rất mới. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả mà nó đã đẹp và nó mới như thế này rồi đấy ạ. Đấy, khá đẹp đấy ạ. Đây là cái hệ thống cầu quý vị bạn nhé. Chiếc xe này là chạy 2 cầu, số sàn 2 cầu, rất là khỏe quý vị các bạn ạ. Đây, gương chiếu hậu thì gập điện này. Đấy. Từ tắp bi cho đến tắp lô. Đấy, đều rất là mới quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái nắp thùng sau này cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây là cái nắp thùng sau này. Đấy, nắp thùng sau thì chiếc xe này thì chủ xe cũng không hay chở hàng, không hay chở gì cả, cho nên là từ những cái nhựa của cái lót thùng này này vẫn còn nguyên, chưa có bị xước sát hay là chưa có bị vỡ viếc gì cả quý vị bạn ạ. Những người mà hay chở đồ nặng ấy thì là những cái này nó xước sát rất là nhiều. Đấy. Và toàn bộ về những cái phần keo chỉ này, keo chỉ của cái nắp thùng này còn nguyên hết luôn quý bạn nhá. Đấy, những con ốc này là còn nguyên hết này. Toàn bộ về những cái phần keo chỉ của nắp thùng còn nguyên luôn này. Tất cả những con ốc này chưa có một cái vết tháo nào cả quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Đấy, vai thể thao, đã có vai thể thao luôn và có cả một cái dàn đèn bên kia mà chủ xe lắp thêm. Rất là đẹp, rất là khỏe. Với những chiếc xe bán tải mà lắp nắp thùng cao thì là thường là hay tiện lợi chở được đồ, nhưng nhìn để không khỏe bằng những cái thanh thể thao như này, lắp thanh thể thao như này hoặc nắp thùng thấp, nhìn là nó khỏe hơn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đấy, với cánh cửa phía sau bên phụ này, từ keo chỉ này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Tắp bi cánh cửa này rất là đẹp. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên luôn. Đấy, ốc bản lề cánh cửa chưa có một con ốc nào tháo quý vị các bạn nhé. Đấy, từ những cái phần nỉ trần này. Đấy, cho đến những cái phần ghế nỉ này. Ghế nỉ nguyên bản và còn rất là đẹp, rất là mới quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe 2020 mới chạy 4.9 đấy, sau 2 năm sử dụng nó còn nguyên và còn đẹp như thế này đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy. Keo chỉ này còn nguyên bản luôn. Đấy, toàn bộ về những cái phần keo chỉ là còn nguyên bản hết này. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, ốc bản lề cũng còn nguyên luôn. Toàn bộ là còn nguyên và còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, cam hành trình này, trần này. Đấy. Nội thất rất là đẹp và chủ xe cũng rất là cẩn thận quý vị các bạn nhé. Đã ốp cả cái tấm inox này để chống xước này, trải sàn da này. Đấy,
để sàn ra này hơi bẩn một chút quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này là chúng tôi mà dọn dẹp đi thì nó mới lắm đấy ạ. Nhưng mà với những chiếc xe bán tải thì như thế này là nó quá đẹp rồi đấy ạ. Chúng tôi sẽ cho đi dọn sau, có thời gian chúng tôi sẽ dọn sau quý vị và các bạn ạ. À, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên này. Đấy, ốc còn nguyên hết luôn này. Chiếc xe này sản xuất tại Thái Lan quý vị các bạn nhé. Đấy, số khung Mazda BT50 2020. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe này nhé. Thưa với quý vị và các bạn, Mazda cũng đã trang bị cho chiếc BT50 2020 này là một cái khối động cơ diesel 2.2 lít kết hợp với hộp số sàn 5 cấp quý vị các bạn nhé. Vận động bằng hai cầu quý vị các bạn ạ. Đấy. Và động cơ của chiếc xe Mazda BT50 này thì nó không khác gì một cái động cơ của chiếc xe Ford Ranger quý vị các bạn ạ. Đấy. Động cơ của Ford Ranger như thế nào thì động cơ của chiếc xe Mazda BT50 này y như vậy ạ. Đấy. Và động cơ 2.2 máy dầu. Và thưa với quý vị và các bạn, với cái động cơ này là chúng tôi mua về là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu ạ. Đấy, tôi mới rửa qua bên ngoài đi thôi chứ còn bên trong là tôi để nguyên. Đấy, và rất là đẹp như này quý bạn nhé. Chiếc xe mới lăn bánh được 4.9 vạn thôi, cho nên là cái động cơ này nó còn nguyên bản và còn mới như này đấy ạ. Với cái động cơ này thì chắc chắn một điều là chúng tôi không phải dọn nữa quý vị và các bạn ạ. Rất đẹp đấy ạ. Và còn nguyên bản đấy ạ. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn về cái động cơ này nguyên bản và không bị đâm đụng, không có bị ngập nước gì cả quý vị bạn ạ. Đấy, còn nguyên. Và đây là cái phần ốc cabo quý vị bạn nhé. Ốc cabo nguyên bản này, chưa có vết tháo này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn đấy ạ. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên luôn đấy ạ. Đấy, keo chỉ này là còn nguyên hết này. Đấy, ốc cabo nguyên bản này, ốc tai, tất cả trong cái khoang động cơ này là còn nguyên bản hết quý vị bạn nhé. Đấy, toàn bộ về xương đầu này còn nguyên hết luôn này, ốc tai còn nguyên luôn. Quý vị và các bạn hết sức thông cảm nhé, tôi đang quay ở cái khu vực này nó là gần công trường. Đúng lúc tôi đang quay thì lại có cái xe bán tải, xe tải bên kia kìa, nó đang đỗ, nó là xe cẩu, nó hoạt động cho nên là nghe tiếng của cái xe cẩu bên kia nhá. Đấy, và cái khu công trường này nó hơi ồn ào một chút thì quý vị các bạn thông cảm. Chứ tôi đang không nổ máy đâu, chứ không phải là nghe tiếng xe này đâu ạ. Đấy, đây là bên kia, cái cẩu kia kìa, thưa với quý bạn. Đấy, cái cẩu nó đang hoạt động quý bạn nha, nghe tiếng cẩu thôi. Chứ cái động cơ này là chúng tôi đang không nổ máy đâu ạ. Đấy, tôi đang không nổ máy mà rất là đẹp như này đấy ạ. Đấy, về cái động cơ này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm tuyệt đối. Hoặc quý vị và các bạn có thể mang chiếc xe này vào hãng để check nhá. Đấy, từ những cái tấm chắn nóng cabo cũng còn đang rất là đẹp đây quý vị các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất của chiếc xe Mazda BT50 2020 số sàn 2 cầu. Đấy, chạy 5 vạn km này rồi. Và cái chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 590 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho nên là quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda BT50 2020 này thì hãy liên hệ với số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda BT50 2020 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Mm-hmm.